Đồ Bố Đức Hiền kính chào quý vị, lúc này đang là chiều tối ngày 12 tháng 9 năm 2018. Thưa quý vị, trong clip này chúng tôi báo cáo đến quý vị là ở Đồ Bố Đức Hiền là tôi sẽ quay sơ bộ để quý vị hình dung là tại Đồ Bố Đức Hiền là có bao nhiêu bức tranh khảm, xem có phải là hàng trăm tấm hay không. Thưa quý vị, là ngoài cái cơ số phôi là cũng phải lên đến trên 100 tấm đang ở xưởng, cũng có lần tôi quay rồi. Thì quý vị nhìn thấy đây là cái tranh khảm chúng tôi sản xuất nhiều đến nỗi mà xếp khắp ở khu B, khu C, mà có những trường hợp là làm xong mà còn chưa biết bố trí chỗ nào. Với những cái tranh to này phải xếp chồng một đống rất là to này ở cạnh ô tô này. Bây giờ muốn đi đâu là phải khênh toàn bộ tranh ra, cái tranh đang dựa ô tô là đang chưa thể di chuyển được. Thưa quý vị, bởi vì đây là một loạt các cái tranh dài 2m54 là cỡ lớn nhất. Các cái tranh này thì không đưa lên trên tầng cao được vì cái cầu thang máy nó vướng. Cho nên là đây như quý vị nhìn thấy là tranh quê xưa dài 2m54, cao 1m27, cỡ lớn nhất đây. Cho đến thời điểm này vẫn là giá 43 triệu và dự kiến đến cuối năm thì nó sẽ lên 45 triệu. Bởi vì là cái ván gỗ là nó bị đắt lên, cũng như là công xá tăng một chút. Thì quý vị nhìn thấy đây 4 tấm tranh quê xưa đây. Và 4 tấm tiếp theo trong này là 4 tấm tranh tùng hạc cỡ 2, tức là cỡ 2m17. Còn đây là tranh cửu huyền thất tổ có 2 tấm, một tấm của bác ở đường Võ Nguyên Giáp và một tấm là tự do. Còn đây là bức tranh Vinh Quy Bái Tổ cỡ 2, dài 2m17. Bức này sắp chuyển cho anh Trung ở Đông Anh, Hà Nội. À quên, ở Mê Linh, Hà Nội. Còn đây là bức tranh cũng là tranh quê xưa. Kích thước là 97 x 1m97, thì bức này là trị giá là 21 triệu. Còn bức tranh cỡ 2 mà khảm đẹp đây là trị giá là 36 triệu ở thời điểm này. Bức đằng sau đây, đặt bức trước bức sau vẫn là bức Vinh Quy Bái Tổ kích thước 2m17 x 1m13, thì chúng tôi ghi rõ là 36 đây. Ở đây thì mọi sản phẩm đều ghi giá và báo giá luôn. Thế còn tiếp theo đây, hai cái bức nhỏ dưới này là hai bức tranh quê xưa kích thước là 80m6, đến thời điểm này vẫn là 13 triệu. Còn đây là tranh Vinh Quy Bái Tổ cỡ lớn, cỡ cao 1m27 và dài là 2m54. Bức này thì chúng tôi bức này trị giá 43 triệu và chúng tôi đang sản xuất tiếp hai bức nữa theo chiều ngược lại theo cầu của khách hàng là anh Hồng ở Vĩnh Phúc. Thì bác Hồng thì bác tính cái chỗ treo nhà bác lại theo chiều ngược lại, thì bác dặn một bức chúng tôi nhân tiện tôi làm thành hai bức luôn. Như vậy là hiện nay trong cửa hàng là đang có hai bức theo chiều từ trái sang phải và sắp làm tiếp hai bức giống như hệt như thế này mà sẽ là từ phải sang trái. Còn đây là bức tranh tùng hạc diên niên kích thước là 97 x 1m97 và hàng này là 21 triệu. Còn bức tranh cỡ lớn này là 43 triệu. Đây là hai bức, đây là hai bức cũng là kích thước là 97 x 1m97. Thì trong đó là một bức là 21 triệu là bức tranh tùng hạc, và bức bên trong này 31 triệu. Chúng tôi đã đánh dấu số 31 rồi, xem là đề tài gì. Thì đằng sau bên trong này theo như quan sát của tôi đây là tranh Vinh Quy Bái Tổ. Thưa quý vị, Vinh Quy Bái Tổ hàng 31 triệu. Bây giờ tôi đi sâu ở trong này. Trong này đây là bộ tranh tranh tứ quý Tùng Cúc Trúc Mai, bộ này là 52 triệu. Kích thước là kích thước bao nhiêu đây, 52 triệu. Tại vì cái bộ 50 triệu là kích thước 39 x 19, còn bộ này nó to thêm vài phân. Và đây là bức tranh Vinh Quy Bái Tổ theo chiều ngược lại là sắp chuyển vào đường Võ Nguyên Giáp của thành phố Cần Thơ. Đây là bức tranh chữ tâm. Đây đằng sau này, cái bộ mà tôi để đã bán đây là bộ này khảm ốc 100% tư quý trị giá 50 triệu và bộ này đây đã để rõ trên 50 đây. Ốc 100% là bộ này sắp chuyển vào trong đường Võ Nguyên Giáp thành phố Cần Thơ. Như vậy là bác Cần Thơ là có 3 sản phẩm khảm là bộ tranh 50 triệu,
bức tranh 36 triệu và bức tranh chữ 9 triệu rưỡi. Đây là bức tranh quê xưa, kích thước là 97 x 1m97, giá 21 triệu. Đây là bức tranh cũng là tranh khảm, đây là bách điểu kích thước lớn, bức này là cao 1m27, dài 2m54, trị giá lúc này là 46 triệu. Đây là bộ tranh 13 triệu, bộ tranh giống bộ tranh này là 36 x 1m06. Bên trong này lại là tranh chủ vườn thất tổ, đây là của bác ở trong đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Cần Thơ. Bức tranh rất đẹp, đây là hình ảnh đang quay tại khu B của thành phố Đức Hiền với số điện thoại 0984666999. Đây là bức tranh 43 triệu mà lúc nãy giới thiệu quý vị, đây là kích thước dài 2m54 và cao 1m27 với cái phần màu sắc 7 sắc cầu vồng rực rỡ. Và kích thước dài 2m54, cao 1m27. Đây là tranh 80 x 1m6, tranh Vinh Quy Bái Tổ, trị giá lúc này là 13 triệu. Bên trong này cũng vẫn thế, Vinh Quy Bái Tổ, màu sắc rất rực rỡ và giá thì hợp lý, kích thước là 80 x 1m6. Cuối năm ngoái thì chúng tôi bị khách hàng rất là trách vì thiếu những cái mặt hàng nhỏ này, nhiều bác là bảo thôi chúng tôi điều kiện chỉ lo được cái hơn 10 triệu thôi, những cái bức khác ở đây to nhiều tiền, thế mà cái này không đủ hàng để bán. Cho năm nay tôi đã làm sẵn ra vài chục tấm rồi, quý vị yên tâm là năm nay dự sẽ cố gắng là đủ hàng để bán vào dịp Tết. Còn đây là bức tranh bách điểu, bức này thì là anh Trung có dặn là cứ mang đi, có thể là em anh cũng thích, là bức anh Trung ở Mê Linh. Bức tranh này dài 2m7, cao 1m13, cũng trị giá 36 triệu tại xưởng. Đằng trong này là bức trị giá 31 triệu, tranh Tùng Hạc Liên Niên. Bên trong này là bách điểu trị giá 36 triệu, giống như bức bên kia. Bên trong này là tranh Tùng Hạc Liên Niên, bức này là 21 triệu, 97 x 1m97. Như vậy là đếm sơ qua từ nãy giờ đó là trên 100 bức tranh rồi. Và chưa kể là các cái tầng, các cái tranh nhỏ thì để trên tầng trên nữa. Và đây mới là riêng tầng 1 của khu B của đồ gỗ Đức Hiền. Còn bên tầng 1 khu C nó vẫn có cái lượng hàng tương tự như thế này. Ngoài ra thì còn đang làm dở dang rất nhiều nữa. Ở đây đồ gỗ Đức Hiền chỉ muốn nói là cái phần tranh khảm là đồ gỗ Đức Hiền đã chuẩn bị rất nhiều. Và cái chính sách bảo hành là dù bao nhiêu năm mà sản phẩm bị bong chóc quý vị mang đến là chúng tôi hoàn toàn sửa chữa miễn phí. Nhưng mà chắc là nó không sao, bởi vì là ở đây là đã để cái phần phôi trên một năm, sau đó làm xong thì mặt trái bao giờ đánh keo và mặt phải là sơn, cho nên nó an toàn tuyệt đối. Và một cái điều kiện bảo hành nữa là cái các cái tranh này dù bao năm mà bị vỡ toát ra, vỡ không dùng được là lập tức là chúng tôi sẽ, khi quý vị phản ảnh chúng tôi sẽ đổi cho bức tranh khác, quý vị mang đến thì chúng tôi sẽ đổi cho một bức tranh tương tự. Tất nhiên là hai bên phải liên lạc với nhau, và trong trường hợp chúng tôi không có tranh để đổi chúng tôi sẽ hoàn lại tiền. Như thế để quý vị tuyệt đối an tâm. Nói như thế tức là không bao giờ nó xảy ra cái chuyện bị vỡ. Bởi vì nếu như cứ sản phẩm mà làm ra mà bị vỡ mà đổi lại như thế thì chúng tôi làm gì không còn hoạt động nữa. Nhưng chúng tôi biết trước như vậy bởi vì là toàn là để hơn một năm sau khi làm. Và sau khi làm xong thì để tại cửa hàng thường là cũng rất là lâu. Với lý do là chúng tôi đã sản xuất ra hàng trăm tấm dự trữ như này. Thì cái tấm nào mà sản xuất trước là chúng tôi sẽ đề nghị khách hàng lấy trước. Còn những tấm mới sản xuất ra thì sẽ để lại để sau này, để gần như là có một cái sự kiểm tra tại cửa hàng trong thời gian dài. Và cửa hàng của tôi thì nó cao và nắng nó chiếu vào cho nên là lúc nào nó cũng có cảm giác rất là nóng, nó không mở cửa cho nên nó rất là nóng. Chính vì thế là đã mang về nhà quý vị thì nó mát mẻ và không bao giờ có cái sự cố gì xảy ra được. Đấy là tranh khảm của chúng tôi. Ngoài ra còn rất nhiều các cái bộ tranh khảm đấy, như vậy từ 13 triệu đến 52 triệu, tranh Tùng Cúc Trúc Mai hoặc là Đông Bích Đồ Thư hoặc là Cầm Kỳ Thi Họa, đấy nó có nhiều đề tài của quý vị. Đấy là tranh Tứ Bình. Clip đã dài rồi, cảm ơn quý vị đã quan tâm. Và đồ gỗ Đức Hiền là nằm tại làng Mộc Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Xin quý vị liên lạc với hai số trên màn hình, số trên là Messenger và số dưới là Zalo. Đồ gỗ Đức Hiền xin tạm biệt quý vị.